Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng với khu đô thị Golden City, An Giang, Long Xuyên. Trên màn hình của chúng ta đó là cầu Nguyễn Thái Học. Cầu được thiết kế rất là đặc biệt và vừa được mới đưa vào sử dụng vào trước dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Thì trên hình ảnh đó chính là hình ảnh mà sau này cầu sẽ đi vào thực tế, những ý tưởng thiết kế. Cầu Nguyễn Thái Học dài 128m, gồm cầu dành cho ô tô và bộ hành, cầu dành cho bộ hành và cảnh quan. Sau khi hoàn thành thì cầu Nguyễn Thái Học được xem là một trong những công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm thành phố Long Xuyên, thu hút khách tham quan du lịch. Với ý nghĩa đặc biệt trên thì từ năm 2017 thì tỉnh đã tổ chức cuộc thi thiết kế và giải nhất đã thuộc về thiết kế của kiến trúc sư Salvador Arroyo Pérez, thì một trong những huyền thoại của ngành kiến trúc thế giới, vận dụng những kinh nghiệm hàng chục năm, đặc biệt là đề án quy hoạch thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Kiến trúc sư Salvador đã thiết kế cầu Nguyễn Thái Học với những điểm nhấn uyển chuyển, đặc biệt là biểu tượng bông lúa thoáng qua trên cây cầu, mang đậm nét văn hóa của Việt Nam cũng như biểu trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, của lúa lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, kiến trúc sư Salvador Pérez chính là người đã thiết kế và quy hoạch khu đô thị Golden City An Giang, điểm hot của giới bất động sản Long Xuyên hiện nay. Thì cầu Nguyễn Thái Học sẽ là cây cầu kết nối giữa trung tâm cũ của thành phố Long Xuyên, đó là phường Mỹ Bình, với khu đô thị Golden City An Giang. Chính vì vậy thì cây cầu này khi đi vào hoạt động trước Tết Nguyên Đán thì đã giúp cho việc lưu thông rất là dễ dàng của cư dân khu đô thị. Thì các anh chị thấy là cái phần cầu chính của chúng ta là đã được đưa vào sử dụng. Còn phía bên tay phải đó chính là khu vực cảnh quan, cầu bộ hành. Chắc chắn sau này sẽ là một cái điểm tham quan vô cùng lý tưởng dành cho các bạn trẻ và những cái du khách mà có dịp đến với thành phố Long Xuyên. Sẽ là điểm chụp hình, check-in. Phía đó là khu phường Mỹ Bình hiện hữu đó các anh chị, trung tâm hành chính của tỉnh. Phía xa bên kia, bắc qua cầu thì sẽ là khu trung tâm mới, khu trung tâm hành chính của thành phố Long Xuyên. Đó là tòa nhà Marina Tower, đó là tòa nhà cao nhất, khu căn hộ cao cấp hạng sang đặc biệt đầu tiên của thành phố Long Xuyên và là tòa nhà cao nhất của tỉnh An Giang cho đến thời điểm hiện tại. Các anh chị Khoa có để cái đường link ở bên dưới mô tả về công ty của kiến trúc sư mà đã thiết kế cho cầu Nguyễn Thái Học, cùng với cái hình ảnh 360 độ panorama mà Khoa có dịp chụp ở các vùng miền cả thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và những cái tỉnh thành lân cận. Hình ảnh 360 độ là các anh chị rất là dễ dàng mà nhìn từ trên cao. Phường Mỹ Bình thì có, đó chính là một cái đảo đó các anh chị. Thì phường Mỹ Bình sẽ bắc qua những cái phường khác bằng khá là nhiều cây cầu nối qua. Hiện chúng ta vừa mới fly qua cầu sắt. Và bây giờ sẽ là đi tới cầu Nguyễn Thái Học. Và đi xa hơn nữa, dọc theo mé sông thì sẽ là cầu Hoàng Diệu và cầu Duy Tân, bắc qua khu trung tâm thương mại, đó chính là phường Mỹ Long. Trước khi mà cây cầu đưa vào hoạt động thì khá là nhiều bạn trẻ đã
nói với Khoa là khi mà anh có dịp về thì hãy quay những cái hình ảnh về cầu Nguyễn Thái Học, và cầu Nguyễn Thái Học rất là đẹp. Khoa thấy được là cái tình yêu quê hương của các bạn nó mãnh liệt như thế nào, thì cũng giống như Khoa thời trước vậy các bạn, các anh chị. Lúc nhỏ thì hầu như có thói quen là đếm những cái tòa nhà cao tầng, tại vì hầu như đồng bằng sông Cửu Long mình rất là ít những cái tòa nhà cao tầng, mà 5-6 tầng á là đã cao lắm rồi đó các anh chị. Thì những năm gần đây, thành phố Long Xuyên và các thành phố trong vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long thì đã phát triển khá là nhanh, như thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, thành phố Rạch Giá, thành phố Mỹ Tho, thành phố Cà Mau. Thế đây thì Khoa xin mời các anh chị cùng theo dõi những hình ảnh. Các anh chị nếu thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo. Khoa hiện có khá là nhiều video flycam mà Khoa sẽ làm, như về thành phố Đông Xuyên thì có rất là nhiều clip về trung tâm phường Mỹ Long, tòa nhà Marina Tower, bệnh viện 500 giường và khu trường Đại học An Giang. Bây giờ Khoa xin mời các anh chị cùng theo dõi flycam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.